Mời anh chị ngồi. Không biết là anh chị tìm vợ chồng tôi có chuyện gì không? Ê, cô làm gì vậy? Xíu qua đây con. Anh chị ơi, tôi xin lỗi. Vợ tôi không có ý gì đâu. Thực sự là thằng bé này á, nó là con của tôi á. Anh ơi, không có, tự nhiên anh nói vậy người ta hiểu lầm, vợ chồng ta sợ sáo sao? Anh ơi, thiệt ra thằng bé này là con của em á. Ủa, hai người bị điên hả? Cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh chị ơi, nghe em giải thích đi. Xin lỗi, thì cái sự đường đột này làm cho anh chị hơi bất ngờ. Anh có phải tên là anh Trần Đăng Khoa đúng không? Còn chị là Trương Hồng Phúc đúng không? Thằng bé này tên là Trần Lê Khải phải không? Sinh vào lúc 11 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2016 đúng không anh? Hai người theo dõi vợ chồng tôi đúng không? Theo dõi cả nhà tôi đúng không? Không phải, tôi không có theo dõi gì hết á. Tôi biết á, nói ra cái sự thật nên hơi đường đột. Nhưng mà sự thật là như vậy nè. Anh có chuyện gì hả? Anh đâu có gì đâu. Vợ. Cách đây khoảng chừng mười mấy ngày á, thằng Rona nó bị bệnh. Cho nên á, anh đưa đi bệnh viện để khám. Sẵn đó thì anh muốn xét nghiệm máu con của mình. Dạ. Thứ nhất là coi nó có bị bệnh gì không. Thứ hai là coi nhóm máu con mình á là nhóm máu gì. Ừ. Thì sẵn lỡ sau này con mình á có gì thì mình còn xoay sở để không bị bất ngờ. Thì sao? Anh xét nghiệm ra nhóm máu của thằng Donan á, nó là nhóm máu O. Thì nó giống em. Thì anh biết là giống em rồi. Nhóm máu anh là nhóm máu gì? Anh nhóm máu AB. Nhóm máu AB kết hợp với máu O á thì không thể nào ra nhóm máu O được. Nó chỉ ra một là A, hai nhóm máu B thôi. Tại sao thằng Donan á? Anh nói sao vậy? Em chắc chắn luôn là em chỉ chung thủy với một mình anh thôi. Sao mà có chuyện đó xảy ra được? Kết quả anh em xem đi. Không thể nào mà xảy ra cái chuyện này được luôn á. Nó là con của mình mà anh. Thì anh, lúc đầu anh thiệt với em á, anh không có biết xử lý như thế nào. Không phải là anh không tin em, nhưng mà cái kết quả chứng cứ rành rành như là bây giờ, em kêu anh tin em như thế nào? Vậy nó cũng không phải con của em hả? Không phải con của chúng ta. Đó, giám đốc hãy coi đi. Kết quả xét nghiệm của con tôi không giống tôi mà cũng không giống vợ tôi. Như vậy là như thế nào? Thì đúng là qua hai cái kết quả xét nghiệm ADN này thì thật sự cháu không phải là con của anh chị. Thật sự là về phía chúng tôi cũng rất tiếc và cũng không thể nào hiểu được nó là như thế nào. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể nào mà điều tra lại giúp tôi cái thông tin của những sản phụ mà sinh cùng ngày với tôi mà sinh bé trai không bác sĩ? Rất tiếc là chúng tôi không có được quyền tiết lộ những thông tin bệnh nhân có liên quan. Mặc dù là tôi rất thông cảm, tôi biết là anh chị có bức xúc và tôi hiểu được những tình cảm của anh chị. Nhưng mà bác sĩ nói vậy cũng không có được. Nếu mà thông cảm cho bác sĩ với bệnh viện thì ai thông cảm cho vợ chồng tôi? Nếu mà bây giờ á, giám đốc mà không có đưa ra những cái thông tin đó thì tôi sẽ nhờ cơ quan báo chí hay là công an đó giải quyết cái vấn đề này. Cái vấn đề này không phải là cái lỗi của vợ chồng tôi mà thuộc về bệnh viện, bác sĩ hiểu không? Thôi được rồi, đây không phải là vì sự đe dọa của anh chị, nhưng đây chính là tấm lòng của tôi vì tôi muốn thông cảm cho anh chị. Chúng tôi sẽ về bệnh viện tìm hiểu. Tôi cũng đang muốn nóng lòng muốn biết tại sao lại có sự việc như thế này, mặc dù nó đã xảy ra cách đây 7 năm rồi. Chúng tôi sẽ điều tra và sẽ cung cấp cho anh chị những thông tin có liên quan. Dạ. Mong anh chị hãy thông cảm cho chúng tôi và chờ giúp chúng tôi nhé. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Thank you.
Thật sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày phát hiện ra sự thật là con mình mà không phải con mình. Lúc đầu á, tôi cũng giống như anh vậy đó. Khi biết được sự thật nó không phải là con ruột của mình, tôi rất là bàng hoàng. Tôi không nghĩ một ngày nào đó mình rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Lúc đầu á, tôi còn nghi ngờ vợ của mình không chung thủy nữa kìa. Nhưng mà dù gì hai đứa nhỏ cũng là con của chúng ta mà. Đúng rồi đó. Em nhớ cái lần đầu tiên bà bé nó gọi ba, gọi mẹ. Lúc đó rất là hạnh phúc. Tôi cũng vậy. Tôi nhớ từ cái ngày ẵm nó trong bệnh viện về, rồi tới ngày đầy tháng, rồi tới thôi nôi, rồi làm nguyên một cái mâm vậy nè, cho con mình bò tới chọn một món mà không biết là nó chọn cục đất hay là chọn cái giết hay là chọn cái lược nữa. Cũng may là chọn cái giết, vợ tôi hạnh phúc lắm. Rồi con mình mai mốt chắc làm ông này bà nọ nữa chứ. Bây giờ tôi tính vậy nha, coi như tôi xin anh chị, hồi đó giờ sao á thì cứ y như vậy đi, nhưng mà cứ cuối tuần chủ nhật á hai gia đình mình gặp nhau để cho hai đứa nhỏ nó được chơi với nhau. Anh chị thấy vậy được không? Tôi thấy như vậy là quá được chứ. Coi như á thì con nít mà nó đâu có biết gì đâu, thì nó cũng vẫn là con của anh chị, thì con bé nó cũng là con của tôi. Không, miễn sao mà gia đình của mình á yêu thương nó là được rồi. Con của chúng ta mà. Con của chúng ta.